Em xin được giới thiệu một chút là em là Hoàng Quyên, năm nay 33 tuổi, hiện đang sinh sống và học tập và làm việc tại Hà Nội. Trước đây là giáo viên dạy chiết ở trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Tuy nhiên là gần 10 năm công tác ở trường ấy thì ngoài cái kỹ năng là đứng lớp ra thì là tất cả mọi kỹ năng khác là thấy là mình bị thua chột, bởi vì cái môn mình dạy là môn đại cương ở trong trường kinh tế mà. Thế thì lúc đó thì trong cái lúc đó là em thấy là không bằng lòng với cuộc sống hiện tại và mong muốn là mình phải có một cái điều gì đó tốt đẹp hơn. Thế cho nên là đã gặp một người chị rất là tuyệt vời, đó là chị Nguyễn Hằng Ly, và bày tỏ cái mong muốn của mình là em muốn kinh doanh một cái gì đó mà ra tiền nhưng lại phải đẹp, ra tiền nhưng lại phải khỏe, và quan trọng là em không thích bỏ vốn ôm hàng, và nếu như không cần phải đăng bán trên Facebook mà Zalo thì càng tốt. Thế thì chị Ly mới bảo thế thì em làm Shibari đi. Thì chị Ly hỏi thì em bảo Shibari là gì, thì chị Ly gửi cho em video của nguyên liệu, và ngay lập tức ngày hôm sau là Quyên đã đến công ty, và gặp lại người hướng dẫn của chị Ly là chị Ngọc, và ngay lập tức là đặt 200 điểm để về trải nghiệm. Sau 4 tháng trải nghiệm, thực sự là 4 tháng trải nghiệm, thì Quyên bắt đầu mới kinh doanh cùng với tập đoàn sức khỏe Sibri, và cho đến bây giờ thì Quyên đã nhận thấy là mình đạt được vô cùng nhiều giá trị, từ một người mà trước đây là không biết ước mơ là gì, không biết sứ mệnh là gì, không bao giờ biết mục tiêu ngắn hạn dài hạn là gì cả, bởi vì đi dạy thì lương nó chỉ có như thế thôi, thì làm gì mà thực hiện được ước mơ với mục tiêu ngày này qua ngày khác nó vẫn như vậy. Thì đến bây giờ Quyên đã có ước mơ, có sứ mệnh, có mục tiêu ngắn hạn dài hạn, và Siberia quên đạt được tất cả mọi giá trị mà mình thấy là thực sự là chưa tìm thấy một công việc nào có thể đạt như Siberia, đó là có sức khỏe, có sức khỏe, có sắc đẹp, có tuổi trẻ, có các mối quan hệ, có được sự phát triển bản thân, và đặc biệt là có được sự tự do về tài chính. Và Quyên cũng chia sẻ là trong một tháng vừa qua cái mục tiêu lên chuyên nghiệp của Quyên nó hơi đặc biệt, thực tế là Quyên chỉ làm việc khoảng 2 tuần thôi ạ. Còn 2 tuần là mình giải quyết vấn đề gia đình. Thế và trong 2 tuần đó thì tại sao mà Quyên lại có thể lên được chuyên nghiệp? Đó là điều rất là tuyệt vời. Sibri đấy là người trên thì kéo lên, còn hệ thống bên dưới thì đẩy lên. Thế và trong 2 tuần đó thì Quyên cuối cùng đến ngày hôm nay vẫn xuyên đích một cách rất là ngoạn mục. Và bài học Quyên thấy ra được ở đây đó là sức mạnh của sự tập trung. Không cần một tháng, nếu như mình có thể tập trung thì kể cả nửa tháng mình vẫn có thể đạt được mục tiêu. Sự tập trung là một điều rất quan trọng. Thứ hai là sức mạnh của niềm tin. Đến trước ngày xuyên đích thì Quyên còn nhắn tin cho Thủy Nguyễn Vàng trước quốc gia Trương Nghị Cường rằng là cái việc mà ai dừng lại đó là quyết định của người ta, thế còn quyết định lên chuyên nghiệp đó là quyết định của em. Và cái niềm tin đấy là không kể lý do chắc chắn là phải lên, không không bất kể lý do chắc chắn phải lên, và cuối cùng là gửi thông điệp đến vũ trụ và cùng với toàn thể đội ngũ giúp đỡ. Đặc biệt ở đây là Quyên xin được gửi lời cảm ơn đến chị Nguyễn Hằng Ly, là người đã chia sẻ thông tin tuyệt vời cho Quyên và dẫn dắt Quyên từ những ngày đầu tiên. Đặc biệt cảm ơn là thủ lĩnh Nguyễn Khánh Ngọc, là người mà đã giúp đỡ Quyên rất nhiều trong thời gian mà Quyên gặp những vấn đề cá nhân. Và cảm ơn tất cả đội nhóm của Quyên, trong đó đặc biệt là bạn tầng 1 là Hoàng Vân Anh, mặc dù là tầng 1 nhưng mà thực sự là giúp đỡ và chia sẻ cho Quyên rất nhiều. Và bài học tiếp theo đó là sức mạnh của đội nhóm. Trong tháng này Quyên xuyên được mục tiêu với một ba cái bài học rất là lớn, đó là sức mạnh của sự tập trung, sức mạnh của đội nhóm và sức mạnh của niềm tin ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe ạ. Cảm ơn thủ lĩnh Vàng quốc gia Trung Huy Cường đã cho em chia sẻ.